Thời tiết trong ngày 26 tháng 3 năm 2024, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc tỉnh có nắng gay gắt, nhiệt độ lên tới 35-36 độ. Chiều tối và đêm nay, thời tiết mát mẻ và dịu hơn. Người dân, doanh nghiệp và các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và cháy rừng. Mọi người không nên tiếp xúc trực tiếp lâu ngoài trời, tránh tình trạng sốc nhiệt. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh hôm nay như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, độ ẩm 75-80%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu ngày nắng, mức nhiệt từ 32-34 độ, gió đông đến đông nam cấp 2, độ ẩm 77-82%. Huyện Côn Đảo ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, độ ẩm 77-82%. Hải Phòng, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió theo hướng đông bắc đến đông nam cấp 4 cấp 5. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 26 tháng 3 năm 2024, mực nước cao nhất 373 cm vào lúc 14 giờ 45 phút và mực nước thấp nhất 152 cm lúc 9 giờ.